Quách Khả Doanh giàu có khoe ảnh cùng chồng ăn kem, tình cảm thắm thiết như ngày nào. Năm nay, Quách Khả Doanh, 54 tuổi, đã kết hôn với Lâm Văn Long được 20 năm. Hai người có một cô con gái tên là Lâm Thiên Nhược, Tania, gia đình ba người hạnh phúc viên mãn. Cả hai vợ chồng dần dần rời xa làng giải trí, thường xuyên đi du lịch để tận hưởng cuộc sống. Gần đây, gia đình Quách Khả Doanh đang du lịch châu Âu và đã chia sẻ nhiều bức ảnh đẹp. Mới đây, cô đã đăng ảnh chụp chung với chồng và viết: sự ngọt ngào của hai người, hạnh phúc của một gia đình. Sau 80 tuổi vẫn nắm tay nhau và ăn những viên kem ngọt ngào. Trong từng khung hình, từng ánh sáng, như phát lại mọi thứ, có anh và em. Trong ảnh, Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long cùng nhau ăn chung một cây kem. Dù đã trải qua 20 năm, nhưng tình cảm của họ vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu, nắm tay nhau đi dạo khiến người khác phải ghen tị. Cư dân mạng không ngừng khen ngợi, ngọt ngào và lấp lánh quá, hai người là cặp đôi đẹp nhất làng giải trí, gia đình khỏe mạnh nhất, cặp đôi gương mẫu trong làng giải trí, trọn đời bên nhau, mãi mãi hạnh phúc. Trong một bức ảnh khác, con gái Tania đứng ở giữa, gia đình cùng chụp ảnh chung. Tania thừa hưởng những gen tốt từ bố mẹ, với dáng vóc thanh mảnh và gương mặt thanh tú, càng lớn càng xinh đẹp. Thực tế, cuộc hôn nhân của Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Quách Khả Doanh xuất thân từ gia đình giàu có, cha cô là Quách Đạt Xương, người sáng lập một nhà máy nhựa, gia đình cô sở hữu khối tài sản hơn 100 tỷ. Sau khi gia nhập làng giải trí với danh hiệu Hoa hậu Hồng Kông, Quách Khả Doanh nhanh chóng nổi tiếng và cùng với Thái Thiếu Phân, Tuyên Huyên và Trần Tuệ Sang được xem là bốn đại hoa đáng của TVB. Ngược lại, Lâm Văn Long không nổi tiếng bằng Quách Khả Doanh, vì vậy anh thường bị cho là lép vế hơn vợ. Tuy nhiên, họ không quan tâm đến dư luận và chính thức kết hôn vào năm 2004. Năm 2009, một cú sốc đã xảy ra khi nghi vấn về đoạn ghi âm cuộc điện thoại của Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh bị rò rỉ, nội dung liên quan đến việc Lâm Văn Long có mối quan hệ với nữ diễn viên Đổng Duy Giai khi đóng phim ở Đại Lục, cùng với ảnh chụp và thư tình bị tiết lộ. Sau đó, Quách Khả Doanh đã cùng chồng tổ chức họp báo để phản hồi về vụ việc. Lâm Văn Long phủ nhận chuyện ngoại tình, còn Quách Khả Doanh kiên định tuyên bố rằng cô tin tưởng chồng mình, đồng thời cho biết đã báo cảnh sát vì bị đe dọa và tống tiền. Sau sóng gió ngoại tình, tình cảm của Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long càng trở nên sâu đậm hơn, gia đình ba người tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau. Đàm Diệu Văn ngọt ngào chia sẻ thành tích của con gái khi giành 4 huy chương vàng. Đàm Diệu Văn trong những năm gần đây đã bận rộn với việc đóng phim, nhưng ngoài công việc, anh vẫn thường xuyên dành thời gian cho gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Gia đình bốn người của anh rất hòa thuận và gắn bó. Vào ngày 16 tháng 5, A Tham đã vui mừng thông báo rằng con gái út Tamia của anh đã giành được 4 huy chương vàng trong một cuộc thi thể thao. Đàm Diệu Văn kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí là Fiona vào cuối năm 2003 và có một con trai và một con gái sau khi kết hôn. Con trai cả là Hạo Triết, Daniel, và con gái út là Tấn Như, Tamia. Các con của anh thừa hưởng chiều cao và ngoại hình đẹp từ bố. Con gái út Tamia, 13 tuổi, đã từng được so sánh với phiên bản khác của Chu Thiên Tuyết và có năng khiếu thể thao xuất sắc. Năm ngoái, cô bé đã giành được 3 huy chương vàng trong đại hội thể thao của trường và năm nay còn tiếp tục lập thêm thành tích mới. Vào ngày 16 tháng 5, Đàm Diệu Văn đã đăng tải nhiều bức ảnh về thành tích nổi bật của con gái khi chạy thi, với lời bình luận đầy tự hào: năm nay con còn giành thêm một huy chương vàng trong môn ném tạ. Càng nhiều bài tập, càng nhiều huy chương vàng. Con thực sự muốn trở thành người mẫu hay nữ phi nhân đây? Con gái lớn rồi thay đổi nhiều thật sự không biết trước được. Nhiều cư dân mạng đã khen ngợi Tamia là cô bé tài giỏi và xinh đẹp giống như Chu Thiên Tuyết. Lâm Phong phá vỡ kỷ lục mới về độ khó trong bài hát mới, thu âm suốt một ngày và dự kiến ra mắt nhiều ca khúc trong năm nay. Là một hoàng tử của những bản tình ca chữa lành, Lâm Phong chắc chắn đã đồng hành với nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X vượt qua những nỗi đau chia tay với loạt ca khúc tình yêu kinh điển của mình. Mới đây, Lâm Phong đã phát hành ca khúc mới Không Hề Hấn Gì, thể hiện nỗi đau và sự nuối tiếc của các cặp đôi khi tình cảm dần phai nhạt. Anh thẳng thắn chia sẻ rằng năm nay sẽ tập trung mạnh mẽ vào âm nhạc. Không chỉ ra mắt bài hát mới mỗi vài tháng mà còn tiết lộ kế hoạch tổ chức concert vào cuối năm, hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ đã chờ đợi nhiều năm một bất ngờ lớn. Bước vào năm mới, Lâm Phong đã mở màn với ca khúc Không Hề Hấn Gì, được sáng tác bởi Ngô Lâm Phong và lời của Lâm Bảo. Đội ngũ sản xuất lần này rất mới mẻ,
Lâm Phong thừa nhận rằng trong những năm gần đây, anh đã chú ý đến làng nhạc Hồng Kông, đặc biệt là ca sĩ Ngô Lâm Phong, người có cùng tên với mình. Anh cũng rất thích ca khúc Người ăn bánh mì của Ngô Lâm Phong, anh ấy hát rất hay. Giọng cao và các bài hát rất độc đáo. Anh ấy là một nhạc sĩ xuất sắc, nên tôi đã hỏi công ty liệu có cơ hội hợp tác giữa Lâm Phong và Lâm Phong hay không. Khi biết rằng có thể hợp tác với Ngô Lâm Phong, Lâm Phong không đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào, hoàn toàn để Ngô Lâm Phong tự do sáng tạo. Dù là sáng tác hay viết lời, tôi đều muốn để lại không gian cho họ. Họ có thể sáng tác dựa trên ấn tượng của họ về tôi và phong cách mà họ giỏi nhất. Tôi rất cảm ơn Ngô Lâm Phong đã viết riêng không hề hấn gì cho tôi, ca khúc mới khó thu âm suốt một ngày. Ngay khi nhận được bản demo của không hề hấn gì, dù rất thích cảm giác buồn man mác của bài hát, dễ nghe và dễ nhớ, Lâm Phong cũng thừa nhận rằng bài hát này khá khó. Anh chia sẻ trước đây khi hát những ca khúc của Christopher chắc, anh đã cảm thấy khó thở, nhưng ca khúc của Ngô Lâm Phong thuộc một đẳng cấp khác, do phạm vi âm thanh của không hề hấn gì khá tập trung, đòi hỏi phải sử dụng nhiều kỹ thuật như chuyển âm, trượt âm, nên cần luyện tập kỹ càng. 2 năm qua tôi chủ yếu làm việc trong ngành phim ảnh, ít luyện tập hát, và đã một thời gian không thu âm. Đoạn nhạc giữa bài hát này cũng ngắn, không có nhiều chỗ để thở, nên khi vào phòng thu, tôi và Từ Hạo đều nói rằng bài hát này không dễ, có chút thách thức, hy vọng kết quả cuối cùng mọi người sẽ thích. Dù từng hoàn thành thu âm bài hát chỉ trong 1 giờ, lần này Lâm Phong phải thu âm suốt một ngày cho không hề hấn gì. Vì công việc bận rộn, anh chỉ có 2 ngày ngắn ngủi về Hồng Kông để hoàn thành thu âm, nhưng giọng hát của anh khi đó không đạt yêu cầu, nên anh chủ động đề nghị thu lại, tôi không muốn phụ lòng Ngô Lâm Phong. Anh ấy đã viết một ca khúc hay như vậy, tôi nhất định phải thu âm thật tốt, không thể lãng phí tâm huyết của anh ấy, mong muốn thổi hồn vào tình ca. Sau khi gia nhập UN Music, Lâm Phong đã phát hành 4 ca khúc đều là những bản ballad chậm. Liệu đây có phải là chủ đích để tiếp nối con đường hoàng tử tình ca? Lâm Phong cho rằng tình ca có nhiều phong cách khác nhau, từ bi thương, dịu dàng đến đam mê đều mang lại những cảm xúc khác nhau, và mỗi bài hát đều là một tác phẩm độc đáo. Mỗi bài tình ca đều có linh hồn riêng, ca sĩ sẽ thể hiện nội dung bài hát theo cách hiểu của mình, rồi truyền đạt lại cho khán giả. Lần này, không hề hấn gì không đi theo phong cách kịch tính, mà tập trung vào cảm xúc nhẹ nhàng và kiềm chế. Lâm Phong giải thích, khi một cặp đôi phát triển theo thời gian, họ có thể mất đi sự hứng thú và đam mê, nhưng cũng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Để tìm ra lối thoát, đôi khi họ cần phải tạm thời chia tay để xem sự việc sẽ phát triển ra sao. Đôi khi những câu chuyện đơn giản lại dễ tạo sự đồng cảm nhất. MV của Không Hề Hấn Gì rất trực tiếp, không cầu kỳ, với sự tham gia của Châu Tú Na trong vai nữ chính. Lâm Phong và Na tỷ đã hợp tác nhiều lần trong các bộ phim truyền hình và điện ảnh, nên hai người rất ăn ý. Nhưng lần này là lần đầu tiên họ cùng quay MV. Trong MV có cảnh Lâm Phong bế Na tỷ lên, dù chân anh đang bị thương, nhưng sau khi quay xong, anh cười và nói rằng Na tỷ là nữ diễn viên nhẹ nhất mà anh từng hợp tác. Hóa ra Na tỷ rất nhẹ, thật sự rất cân đối. Ban đầu tôi nghĩ phải cố gắng lắm mới bế được, nhưng không ngờ lại nhẹ như vậy. Dự kiến tổ chức concert năm nay, Lâm Phong có nhiều bài ballad chậm là ký ức chung của nhiều người thuộc thế hệ 8X, 9X, cùng đồng hành qua những thời kỳ yêu đương đầy cảm xúc. Dù chuyên hát tình ca, anh cũng có niềm đam mê với những bài hát nhanh, đặc biệt là những bài nhạc có tiết tấu sôi động và groovy. Tôi luôn muốn vận động, nhưng những bài hát nhanh phù hợp với tôi rất khó tìm, nên tôi luôn tìm kiếm những ca khúc nhanh thích hợp và muốn thử sức. Anh tiết lộ rằng năm 2024 sẽ là một năm bùng nổ âm nhạc, không chỉ dự kiến ra mắt ca khúc mới mỗi 2-3 tháng, mà còn lên kế hoạch tổ chức concert vào cuối năm. Các fan của Lâm Phong đã chờ đợi rất lâu. Cuối cùng ước mơ cũng thành hiện thực. Dù hiện tại mới chỉ là giai đoạn lên kế hoạch ban đầu, chưa có gì chính thức, nhưng Lâm Phong đã bắt đầu chuẩn bị, rèn luyện cơ bắp để sẵn sàng cho concert. Ban đầu tôi dự định tập luyện từ đầu năm để luôn sẵn sàng, nhưng tiếc là gần đây tôi bị chấn thương. Dù không phải là người siêu chăm chỉ, đôi khi cũng lười biếng, lại thích ăn uống, nhưng khi công việc đòi hỏi, tôi sẽ cống hiến hết mình. Anh nhớ lại, có lần chỉ có 13 ngày để chuẩn bị cho concert, và lần này hy vọng lý tưởng nhất là có thể có 2 tháng để chuẩn bị. Từ khâu dàn dựng sân khấu, thiết kế đến vũ đạo, đều cần đặt nhiều tâm huyết để mang đến cho khán giả một buổi biểu diễn hoàn hảo. Tôi cần suy nghĩ về những gì mình muốn làm,
những bài hát muốn thử, nhưng chắc chắn sẽ có bất ngờ. Cặp đôi sứ đồ tái hợp, ngoài việc tập trung mạnh vào âm nhạc, Lâm Phong cũng không dừng bước trong lĩnh vực phim ảnh. Sắp tới sẽ có một số bộ phim của anh chờ ra mắt và bộ phim truyền hình Gia tộc Vinh Diệu, Người kế thừa đã sẵn sàng. Gần đây, Lâm Phong xuất hiện tại lễ trao giải TVB 2023. Tận tay trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc cho đối tác ăn ý Tạ Thiên Hoa. Khi thấy cặp đôi sứ đồ tái hợp và Thiên Hoa trở lại, nhiều cư dân mạng cho biết cảm xúc hồi tưởng ùa về và Lâm Phong cũng chia sẻ cảm giác như về lại ngôi nhà thân quen, rất vui mừng, đồng thời khen ngợi Thiên Hoa xứng đáng với giải thưởng này. Khi được hỏi liệu anh có tự tin nhận giải sau khi đóng phim Gia tộc, anh thẳng thắn cho biết, trong những năm gần đây anh đã có nhiều cơ hội trong lĩnh vực phim ảnh, nhưng không đặc biệt theo đuổi giải thưởng, mà chú trọng vào việc làm thế nào để thể hiện những khía cạnh khác nhau, mang đến cho khán giả những cảm xúc mới và bất ngờ. Dù hình ảnh cặp đôi sứ đồ tái hợp chắc chắn khiến nhiều người xúc động, nhưng thực tế còn nhiều điều đáng mong đợi hơn. Lâm Phong và Thiên Hoa sẽ tái hợp trong Gia tộc Vinh Diệu, Người kế thừa, cùng nhiều diễn viên kỳ cựu của TVB như La Gia Lương, Hứa Thiệu Hùng, Hoàng Hạo Nhiên, La Tử Dật, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đầy kịch tính. Lâm Phong chia sẻ rằng đã lâu rồi anh mới có dịp ra nước ngoài quay phim cùng một nhóm lớn. Sau giờ làm việc có thể hẹn nhau ăn uống và hát hò, cảm giác rất đặc biệt. Ở Hồng Kông, chúng tôi quay phim cả ngày lẫn đêm, xong việc ai cũng về nhà, anh tiếp tục chia sẻ. Nhưng khi ra nước ngoài, chúng tôi ở cùng một khách sạn, sau giờ làm việc thì hẹn nhau ăn uống, mấy tháng liền ở cùng nhau, cảm giác rất khác. Hơn nữa, đồ ăn ở Malaysia quá ngon, quay phim càng quay càng béo, phải tập luyện lại.